Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang đến với kênh test âm thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị một đôi loa. Nó nằm trong cái tầm tiền mười mấy triệu, nhưng mà cái chất âm nó phải là tầm 20 quý vị. Thật sự nó đánh ngang với nhiều cái đôi chính với cái hãng JBL của nó luôn nha. Đây là đôi loa JBL là 80T. Toàn thân nó là gỗ lạng hết quý vị. Nó sở hữu cái chiều cao là khoảng hơn 80 cm, chiều ngang khoảng 38 và chiều sâu nó khoảng 35. Với đường kính bát là khoảng 27 cm nha quý vị. Đây, dòng chép guitar của JBL nha quý vị. Thương hiệu. Những cái chép này thì nó được dùng rất nhiều cho những dòng loa cao cấp của JBL. L100, L150 quý vị. Những dòng 311, 312 thì hầu như chung chép này cũng giống vậy thôi ha. Đây là cái củ loa của nó là khung đúc nha quý vị. Đây quý vị xem nè ha, khung đúc gân mướt bằng giấy. Và cái thùng của nó thiết kế rất là đẹp quý vị. Nó có riêng cái phần chân ở bên dưới đấy, khoảng 2-3 cm ở dưới ha. Thì đây quý vị ha, quý vị thấy ha, toàn thân là gỗ lạng hết luôn, rất đẹp quý vị. Loa này thì trưng bày thì vô cùng tuyệt vời rồi, trưng bày phòng khách. Cái giải trầm con này cực kỳ luôn quý vị. Thì em nói đó, cái giải trầm sâu của nó hầu như là nó còn tương xứng với những đôi loa tầm 20 ngay chính hãng của nó luôn. Đôi này giải trầm sâu nó rất là ghê, mặc dù cái bass của nó nhỏ hơn. Bass nó 27 mà nó đánh đây, toàn thân là gỗ lạng ha. Ngay cả mặt phía sau luôn, mặt phía sau luôn quý vị ha, gỗ lạng luôn. Đấy, đôi loa được giữ nguyên bản rất là đẹp, tất cả là nguyên zin nguyên bản 100% ha. USA lỗ hơi phía dưới. Đấy, xước nhẹ chỗ này tí xíu thôi, xíu thôi. Đấy, quý vị gọi hàng vải về nha. Nguyên bản chưa dùng tại Việt Nam. Lỗ này ở bên trong đó, quý vị, em có gắn cái lưới chống chuột ở trong cho quý vị luôn. Quý vị thấy ha, những cái lo lỗ hơi là thường về là em phải gắn vô hết quý vị. Vì nhiều khi để trong kho chuột nó vào nó cắn rất màng thì không hay ha.
lỗ mất tiền triệu như chơi hết. Cho nên là về thường em để cái lưới chống chuột vào hết. Rồi thì với đô la, với cái cách âm thì như đã giờ quý vị đã thưởng thức. Con này quý vị có thể ghép với những rất nhiều dòng âm ly. Đây, những con lúc man như thế này, đây con lúc man là R1033. Con này thì vỏ gỗ ha, vỏ gỗ quen thuộc của lúc man vậy, màu này quý vị nhìn biết lúc man liền. Con này thì nó được sản xuất tại Nhật, và xuất sang thị trường châu Âu. Quý vị thấy ha, toàn là tiếng Âu không luôn. R1033 xuất châu Âu nha quý vị, điện 220 rất là dễ xài quý vị. Và con này cái chất âm nó rất ngọt, hơn những con mà không có receiver luôn quý vị. Đây con này receiver 108 nha, xuất Âu. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo. Thì con R1033 này thì công suất nó tầm khoảng 200W nha quý vị. Và cái đời 1030 thì nó có xuất hiện ở Việt Nam, bán ở Việt Nam, nhưng mà đời 01033 này là con này là em thấy chưa có shop nào bán nha quý vị. Con này vì nó rất hiếm. Nó là xuất Âu đấy. Nó nằm trong công châu Âu chứ nó không nằm trong công Mỹ ha. Và nó xài điện 220. Rồi thì bây giờ em xin báo giá luôn quý vị. Con Amply này bên em giao lưu đến quý vị và các bạn hôm nay với mức giá 7.500.000, bao vận chuyển toàn quốc. Lúc ban là 1033 và đôi loa JBL là 80T với mức giá là 14.500.000, bao ship toàn quốc cho quý vị nha. Mức giá cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại luôn quý vị. Hiện giờ đôi này quý vị nhập về giá rất cao, nhưng mà em cố gắng em giữ cái giá lúc trước nha, 14.500.000, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Đấy. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn.